Thưa quý vị, trở lại thông tin hôm nay, chúng ta lại tiếp tục nghe và chia sẻ những vấn đề liên quan đến cô thạc sĩ về những thông tin mà mới nhất chúng ta vừa mới cập nhật, vừa mới nghe ngóng trên mạng xã hội trong ngày hôm nay các bạn. Hôm nay thì thông tin mình cập nhật về cái vụ việc mà cô thạc sĩ này đến bây giờ là ăn không nổi rồi, nuốt không trôi rồi, bắt đầu là từ từ ói ra từ từ nghe các bạn, ói ra từ từ rồi đấy, rất là thú vị rồi đấy. Coi như là đến bây giờ là cô đã chấp nhận rồi, chấp nhận sự thật, một cái sự thật trớ trêu, nó không thể thắng nổi cái giá trị được, luôn che đậy bởi cái sự mập mờ để chối bỏ hành vi của mình. Đó là cái điều mà chúng ta thấy ở cô thạc sĩ này, luôn chứng minh mình là người trong sạch, liêm chính. Khi sự thật mà đã bị cộng đồng mạng vạch ra rồi thì bắt đầu cô cố gắng mà lên để mà phân bua, để mà trần tình. Còn nếu như mà cái diễn biến sự việc mà chưa bị tiết lộ, chưa bị lòi ra thì là cô cứ im lặng để cứ từ từ xem, nghe ngóng tình hình thử có ai phát hiện ra hay không. Nếu không ai phát hiện ra thì coi như là im lặng cho qua với thời gian. Mà nếu mà ai phát hiện ra rồi thì coi như là cứ từ từ để rồi tính sau ha. Lên trăng tráo để rồi rồi phủ nhận ha, các bạn thấy không? Đầu tiên là cái vụ mà 3.000 đô ăn không nổi rồi bắt đầu là tìm cách. Thứ nhất là vì số tiền quá lớn, nếu mà im lặng luôn á thì có thể vướng vào pháp lý và bắt đầu dựng nên câu chuyện là đưa mà già ra, là cái vụ việc mà 3.000 đô. Rồi tiếp đến là mấy trăm đô mà cho tặng các YouTube, trước đó thì cái vụ trăm đô còn lại của Massive Bar và trăm đô giữa 500 đô của anh Ẩn Danh, thì cái đó thì cô im luôn rồi, cô ẩm luôn rồi, bởi vì cái sự việc đó là không bị tiết lộ trên mạng xã hội, không công khai, không ồn ào, cho nên cô cứ chấp nhận để cho qua và im lặng luôn. Và hôm nay thì về một cái sự việc cũng liên tục đến cái tiền quà cáp liên quan đến 13 YouTuber lại bị lòi ra một lần nữa, thì cô lại tìm cách phủ nhận cái vấn đề đó. Và ngày hôm nay thì một khán giả mà trước đây cũng đã từng ủng hộ liên quan đến cái vụ hai chuyến đi Hà Nội cũng đã có lên tiếng về để tố cáo cái sự thật về cái vụ việc mà hai chuyến đi Hà Nội này, nhân danh là nhóm người này đã làm được gì mà để quyên tiền của anh Tiến Dũng. Ở cái thời điểm đó số tiền không chỉ dừng lại là 3.000 đô, 4.800 đô và còn có thể là rất nhiều. Nhưng đến bây giờ thì các bạn thấy sự thật về vụ việc mà hai chuyến đi Hà Nội đều bị cô này coi như là chối bỏ và tìm mọi mánh khóa để tránh né cái hành vi của mình, bằng cách cho rằng là chúng tôi chi tiêu rất nhiều, chúng tôi chi phí rất nhiều cho chuyến đi, vẽ ra đủ các kiểu từ quà cóp cho đến là quà tặng cho những cái thành phần mà phải cần để mà đến làm việc trong cái hai chuyến đi Hà Nội đó. Nhưng thực ra thì các bạn thấy đó, khi bị tiết lộ về vụ việc đi cửa sau để lo lót cho cái công việc của lão Ẩn Danh kia thì cô lại lên trăn tráo một lần nữa, trốn tránh trách nhiệm của mình, bày vẽ ra những cái chiêu thức để đưa ra loan tin những cái số tiền mà cô chi phí rất là bất hợp lý, nhưng không hề có một cái sao kê, không hề có một cái chứng minh nào cụ thể cả. Đây, hôm nay thì một tác giả, một khán giả cũng đã lên tiếng trên kênh của Lão Đài. Tác giả này cũng là một người mà các bạn thấy là rất là thâm thúy, rất là kỹ lưỡng và cũng rất là bức xúc về cái vấn đề này. Sau khi là không công nhận về những cái hành vi mà vô liêm sỉ và không rõ ràng của cô thạc sĩ này thì vị khán giả này cũng lên tiếng phản đối về cái số tiền mà hai chuyến đi Hà Nội cô thạc sĩ này không làm được cái vấn đề gì cả, mà lại nhân danh cho rằng cái trách nhiệm của chúng tôi rất là lớn để rồi chiếm giữ số tiền từ các nhà hảo tâm, để rồi im lặng lấp ló rồi lưu loa để cho qua cái sự cố này. Và hôm nay thì các bạn thấy rằng là một vị khán giả này lên chia sẻ và tố cáo vạch trần hết tất cả những cái vấn đề liên quan đến số tiền mà trong hai cái chuyến đi Hà Nội này, để cho chúng ta thấy một sự trơ trẽn, một sự lấp liếm của cô thạc sĩ này. Không chỉ dừng lại ở đó đó các bạn, chắc chắn là sẽ còn nhiều
các cái tình tiết ẩn khúc. Bởi vì thông qua hai chuyến đi Hà Nội là ở cái thời điểm đó là các mạnh thường quân đều tập trung cái tinh thần tình cảm dồn về cho những ai có trách nhiệm lo giúp cho người Thiện Am, cho nên họ tự động chuyển giao cho rất là nhiều. Ngồi cái mà anh Tiến Dũng sai cho anh nạn nhân này và khuyên kêu gọi cho anh nạn nhân này đó, không dừng lại cái con số là 3.000 rồi 4.820 đô rồi các bạn, còn rất nhiều, có thể là còn rất nhiều, nhưng mà những con số này chưa bị tiết lộ thì dần dần sẽ bị tiết lộ. Và hôm nay thì một vị khán giả này bức xúc quá cho nên lên trên kênh của lão đại này tố cáo vạch trần hết tất cả các cái sự thật liên quan đến số tiền. Riêng cô này thì cũng đã vạch trần rõ cái sự thật này ra để thấy được cái bản chất tham lam của cô thọc sĩ như thế nào. Không dừng lại ở cái điểm mà số tiền đó đâu các bạn, còn rất nhiều các cái số tiền khuất tất nữa. Nhưng bị khi bị lôi ra, khi bị khui ra thì cô này lên luôn trốn tránh và tránh né, thấy không? Mới đây nhất là số tiền mà của Quỳnh Nguyễn thì cô lại tìm cách để lấp liếm. Rồi chúng ta cùng nghe cái chị khán giả trên kênh của Lao Đại này phản đối và vạch trần cái sự thật dơ nhớp của cô thọc sĩ này như thế nào. Không biết quý anh chị có ai đã nghe chưa? Khi chưa nghe thì chúng ta có thể nghe, và nghe rồi thì chúng ta có thể nghe lại tí ha. Có thể là hơi nhỏ đấy các bạn, vì nói trở lại thì hơi nhỏ đây, nhưng mà thôi chúng ta ráng vừa nghe. Đây là cái chứng cứ. Dạ, chị cứ nói vô tư đi, từ đây tới chiều chị muốn nói tới chiều cũng được. Không biết kè có rõ không quý vị? Thôi tạm nghe đi, cái đầu tí nữa mình là kiểm tra lại thử nghe có rõ không nghe các bạn. Nếu như mà không rõ lắm thì mình phải thuyết trình bằng cái phương kế khác, bởi vì nghe cũng tạm được phải không các bạn? Thôi tạm được thì chúng ta cứ nghe vậy đi ha. Nghe đi rồi. Cảm ơn Hứa Tôn, xin chào anh Trần, xin chào Hứa Tôn. Để nghe rồi tí nữa mình dành thời gian mình chào quý vị sau nghe quý vị. Mình chào rồi nó mất. Cảm ơn Hứa Tôn rất nhiều.
chỗ chị, chứ không chị Hồng Thanh chứ không phải là chỗ đó đâu. Bây giờ tôi sang một khẩu hồng tiền, là một. Nói thứ hai, tôi là người làm hết xong rồi, ba người bên tới tận nơi chở. Chị nói chị đi làm cho tôi mới tại vì đại chị, tôi xin lỗi mọi người nha. Chứ ở đây, ở cái đất miền Bắc mình đây, miền Trung miền Nam miền Bắc. Miền Nam người miền Nam nha, có ít một người miền Trung ấy thì họ rồi, quan tâm họ còn biết tới cái dự án của chị Thất Bồng Lâm. Còn riêng miền Bắc này đang người ngoài thì chỉ có một hôm mà họ biết tới là một quan tâm thôi. Thật ra ít đó, mà nói là cái không phải là mình nói dối đâu. Thế cho nên là không thuyết phục người ta biết rồi. Cái giả số giống minh nhân dân của người ta ở đây nói và số điện thoại của người ta trong cái lá đơn đó không phải chuyện đơn giản đâu. Đây quý vị có nghe không, cái chị khán giả này trước đây cũng đã từng ngưỡng mộ và ủng hộ cô thuật sĩ này rất nhiều. Trong cái chuyến đi Hà Nội đó là về cái hồ sơ thảo luận, cái hồ sơ để đi làm việc mà nhân danh cho cái việc mà đi giúp cho cô Bùi Ngọc Trâm. Thì trong cái hồ sơ đó là cô khán giả này viết, nhưng mà khán giả này là một nhân vật cũng không xuất hiện thường xuyên, cho nên ít có ai biết ha. Cô nhờ cô khán giả này viết thảo đơn đưa cho cô Thanh Trần, rồi cô Thanh Trần đem ra nhờ người khác ký và nhờ người khác gửi nộp vào trong, chứ cô cũng không tới trong đó nữa. Ra ngoài đó là cô giao phó cho cô Diệp Đầu. Đấy, bây giờ cô này lên tố cáo vạch trần rất là rõ ràng. Tiền cô này cũng ủng hộ 1 triệu rồi, rất nhiều người ủng hộ ở cái thời điểm đó. Riêng một vị khán giả này là chúng ta thấy là số tiền tiền Việt, một người khán giả ở Việt Nam như vậy, ở Hà Nội mà ủng hộ như thế này, vì cái tinh thần, vì cái trách nhiệm, họ cứ tin vào cái trách nhiệm của hai con người này, cho nên họ đã gửi gắm một cái tình thương. Một người bình thường như vậy đó, chưa nói những khán giả khác, những khán giả mà người ta âm thầm đến bây giờ người ta không muốn lên tiếng, người ta không muốn tranh luận hơn thua về cái thị phi này, cho nên người ta âm thầm. Những người họ cho đi là họ chỉ muốn cái đồng tiền của họ tạo phước thôi, chứ không muốn tạo nghiệp. Nhưng mà do cái cô thọc sĩ này vì tham lam quá, cho nên biến từ cái đồng tiền phước của họ thành cái đồng tiền nghiệp. Cho nên bây giờ những vị khán giả này họ không lên tiếng. Có một số người họ chịu không nổi, họ ức chế và họ bức xúc trong cái hành vi tráo trở gian lận của cô thọc sĩ này, cho nên đến bây giờ mới lên tiếng. Thấy không, cái sự việc này nó quá là lâu rồi, hai năm trời, hơn hai năm rồi, quá bức xúc và vụ việc chưa rõ ràng. Càng ngày thì càng ngày cô thọc sĩ này còn thể hiện cái sự manh nha gian tham của mình, quá bức xúc không chịu nổi. Cho nên hôm nay cô khán giả này đã lên trên kênh của lão đại này mà nói rất là rõ về việc thảo đơn đi ra Hà Nội thì do cô khán giả này thảo đơn rồi đưa cho cô thọc sĩ này ra ngồi đó nhờ người khác ký. Cô thọc sĩ này cũng không vào trực tiếp trong cái văn phòng để làm việc cho ai cả và giao cho cô Diệp Đầu, và cuối cùng cái sự việc đã bị bại lộ đổ bể. Đến bây giờ ức chế quá thì cô lên tố cáo, thấy không? Có nghĩa là khi trong chuyến đi Hà Nội đó, ra ngồi Hà Nội đó, thì cô thọc sĩ gặp các khán giả này cứ than vãn, nêu rất nhiều các cái khó khăn, cho rằng là đi làm cái việc này tốn kém chi phí nhiều quá,
phải lo nước non, rồi phải lo bao ăn bao ở, cơm nước cho những người đi theo, rồi lo những cái phần quà cấp chi phí để mà chạy chọt, ý là như vậy đó. Cho nên than vãn rất là nhiều. Nhiều khán giả đã cảm động và quý mến cái tình cảm thực sự, cứ tin tưởng cô thọt sĩ này, cho nên gửi tiền ủng hộ thêm. Kể cả cô khán giả này chính hôm nay lên tiếng vạch trần cho rằng là cô đã ủng hộ 1 triệu để mà lo nước non cho cô thọt sĩ và những người đi trong cái vấn đề này. Gửi tiền là thì cô này yêu cầu là chuyển qua cái tài khoản cá nhân riêng của cô, thấy không? Hôm nay cô này bức xúc quá mới lên tiếng phản đối lại, mới lôi ra sự thật này rõ ràng. Đến bây giờ các bạn thấy không, trong 2 chuyến đi Hà Nội, cô thọt sĩ này không làm gì hết. Hai con người này kết hợp với nhau, anh ẩn danh nó thì là mượn cái thân phận của cô thọt sĩ này lên nhờ anh Tiến Dũng xoay xoay cho 1.000. Mà anh Dũng là coi như quá trai, quá tay, lỡ tay xoay đến 3.000. Cho nên là cô này thấy sướng quá, dễ xoay tiền quá. Ra Hà Nội bắt đầu than vãn, khóc với lại các vị khán giả này, nhờ cộng đồng quyên thêm, và từ đó là rất nhiều các vị khán giả âm thầm hỗ trợ tài trợ thêm. Một người khán giả bình thường như thế này mà cũng đứng ra nghe cô thọt sĩ này than vãn quá, đứng ra chịu lo cái chi phí ăn uống cơm nước, lo cho những người đi trong chuyến này. Chính cô này cũng là thảo đơn để cho cô thọt sĩ này đem ra. Cô thọt sĩ này không biết làm đơn, không biết viết đơn, vậy mà lên mạng nói rằng là chúng tôi đã bỏ thời gian để ra văn bản, làm hồ sơ, làm đơn. Thấy không? Trước nay chúng ta đã bị mù mờ, đã bị giác mũi, đã bị sập hầm hết trơn. Hôm nay sự thật đã rõ ràng rằng cái đơn mà đi làm cho cô Trân Ngọc Xuân là do một vị khán giả này thảo và viết làm hết cho cô này, đưa cho cô này chỉ đem ra. Đem ra nhưng mà lại không trực tiếp vào trong đó, giao phó cho cô Diệp Đậu, rồi nhờ người khác ký thay tên mình. Thấy không? Gớm ghê, mưu mô. Rồi bắt đầu ra ngoài than vãn là đi cực khổ quá, tốn tiền đủ các kiểu. Trong khi tiền chi phí thì anh Tiến Dũng quyên rất là nhiều rồi, mà ra ngoài đó còn than nữa. Rồi còn than với Năm Râu là nhờ Năm Râu là quyên thêm 30 triệu nữa để viết báo, để đăng báo. Bày ra đủ chiêu đủ trò, thấy không? Lúc đó là cô lợi dụng Mạnh Thường Quân ở những người mà nổi tiếng, có uy tín, có danh dự. Kể cả là Năm Râu cô cũng không chừa không tha, thấy không? Thấy bên kênh Năm Râu hào phóng, có nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ hỗ trợ, cô nhảy qua đó nhờ Năm Râu xoay cho 30 triệu để đăng báo. Cuối cùng Năm Râu đã tố ra cái sự thật này, thấy không? Đến hôm nay sự thật đã vỡ lẽ thì cô bắt đầu là khi cô khán giả này lên yêu cầu trả lại số tiền đó, thì ngày hôm nay thì cô thọt sĩ này lại lên viết trên tab cộng đồng, nói một cái thông tin cho rằng câu chuyện về tin nhắn đòi quà nói một lần cho hết. Tức nghĩa là bây giờ cái sự nhục nhã lên ngôi, chẳng lẽ mình ngồi mình im, đồng nghĩa với việc là đã chấp nhận sự thật, cho nên bắt buộc cô phải lên đính chính và chối bỏ trách nhiệm của mình. Cho rằng cô khán giả này cho cô 1 triệu mà bây giờ đòi lại, rõ ràng người ta đòi, người ta đặt cái niềm tin cho mình làm không đúng trách nhiệm, không đủ tài đủ đức, lợi dụng để trục lợi niềm tin, người ta bức xúc bắt buộc người ta phải đòi, dù đó là một đồng tiền người ta là đồng tiền uy tín, đồng tiền danh dự, đồng tiền họ muốn đem lại cái trách nhiệm, cái giá trị trong cái công việc lo cho người thiện em, mà cô lại lừa dối như thế này để sử dụng cái đồng tiền vô mục đích, thấy không? Dẫn con của mình đi ra Hà Nội đó đi ăn chơi, rồi cuối cùng cho rằng cái công việc rất là khó khăn, cực lắm, tốn chi phí rất là nhiều tiền để lo, để chạy đủ các kiểu. Đây.